1 2 3 4 5 6 7 Kính thưa các bác thì vừa nãy em cũng đã đứng rất là sát loa. Đấy, em đứng rất là sát loa và em đã hát và em dí mic vào rất là gần loa để cho các bác nghe thử xem là nó có bị rú rít mic không. Thì vì sao mà em đứng sát loa, em đứng gần loa như thế mà sao nó lại không bị rú rít mic? Và em hướng cả loa, em hướng cả mic vào trong đấy mà sao nó lại không rú rít mic đấy. Và em đã cho qua thiết bị này. Đây, đây là chiếc mic UGX10 25A. Đấy. Vâng, và em đã kết nối chiếc UGX10 này, chiếc Vanker WeWood TF9 Plus và chiếc feedback WeWood feedback. Đấy. Và chính thực ra rằng là chiếc feedback này, chiếc chống hú này, nó đã chống hú cực kỳ là tốt. Cho dù là em hát và em cho chạy bằng đôi loa full WeWood này, đôi loa full chép kèn luôn các bác nhé, đôi loa full chép kèn và bass 30, em đứng rất là gần đấy. Như các bác cũng đã thấy, em đứng rất là gần, cực kỳ gần, đã gần rồi mà em lại còn để cho đầu mic thu hướng vào trong. Đấy, như các bác vừa đã thấy, em đứng ở đây và em cầm mic và em hướng vào như thế này mà nó không hề bị rú rít mic. Đấy, đó là điều rất là tuyệt vời. Đó là điều rất là tuyệt vời mà chiếc feedback đến từ WeWood này đã tạo nên. Vâng, và chúng ta kết nối chiếc feedback này như thế nào để cho nó chống hú một cách tốt nhất và nó hiệu quả nhất, mà cái tiếng hát của chúng ta nó vẫn hay, nó vẫn sáng và nó vẫn quện với nhạc như thế. Vâng, thì đây em kết nối từ mic này. Đây, đây là mic không dây này. Mic không dây UGX10. Em bắt đầu là em cho xuống chiếc feedback. Đây, chiếc feedback, chiếc chống hú đây. Đó, đây. Đây ạ, các bác có thể nhìn rất là rõ. Và đây là đường input. Em bấm vào đường input. À, từ em quay ngược lại đi, em quay ngược lại cho khi các bác sẽ nhìn rõ hơn và nhìn nó sẽ sáng hơn. Đây, cho em một chút. Đấy, đây như này ạ. Vâng, thì như các bác thấy thì đây, đây là đường ra của mic, đường ra bằng cổng canon nhé. Đây, em sẽ cắm vào đây, cắm vào đường input của feedback. Đây, show feedback đây. Đấy. Và tiếp theo
từ ở phía bách thì em sẽ cắm vào, em sẽ cắm vào đây là đường dây rắc Canon đi ra này, và có cả đường dây rắc 6 ly này. Đấy. Và từ đây em lại tiếp tục em cắm vào, em cắm vào đây, em cắm vào đường input của mic ở trên vang. Đấy. Thông thường thì cả vang cơ và vang số nó đều có những cái cổng mà cho chúng ta cắm cổng dây Canon đây ạ. Đấy. Và như vậy thì là cái tiếng mic nó đã được chạy qua feedback, chạy qua feedback và bắt đầu lên vang, và bắt đầu từ vang nó sẽ quện với nhạc, và từ vang em lại cho đường âm thanh xuống đây, xuống cục đẩy công suất đây. Đấy, xuống cục đẩy công suất. Và dây của dây loa đây, dây loa đây, các bạn có thể thấy dây loa đây, dây loa đây là em cắm vào chiếc VA kia nhé, chiếc VA12, và bên này cũng vậy, bên này em cũng cắm vào VA12. Đấy, không hề chạy loa khác mà nó chạy chiếc WeWord VA12 này. Đấy, chế độ chống hú của nó là cực kỳ là tốt, phải nói rằng là cực kỳ là tốt, vì là nó chống hú đến 99%. Đấy. Và đây, và em cũng vừa cho chạy qua cả chiếc nâng tiếng nữa. Đấy. Em cho chạy qua cả chiếc nâng tiếng nữa mà nó cũng không hề bị rú rít hay là bị gì cả. Và vì sao em lại để điện thoại đây và có nhạc để cho em hát được? Vì là em đã chạy qua chiếc tuber này, chiếc tuber 03E này. Và đây các bác có thể thấy dây kết nối lên chiếc nâng tiếng, và từ nâng tiếng đi ra chiếc vang cơ, và từ vang cơ lại xuống dưới cục đẩy công suất WeWord này. Đấy. Tiếng của nó không hề bị thay đổi chút nào, từ tiếng nhạc đến tiếng mic không hề bị thay đổi chút nào, và chúng ta hát nó vẫn này và nó vẫn bay. Đó chính là chiếc WeWord feedback có mã là 2-2. Đấy. Vâng, và với chiếc feedback này thì chúng ta không cần phải chỉnh một cái gì hết. Chúng ta chỉ việc tắt và bật lên thôi. Chúng ta bật lên thì chỗ này nó sẽ sáng, màn hình hiển thị LCD nó sẽ sáng, và chúng ta tắt đi. Đấy, và bật lên. Rất là hay. Đấy, cực kỳ là hay. Vâng, và với chiếc feedback này thì những video trước thì em cũng đã có review ở bên ngoài. Đấy, review ở bên ngoài để cho các bác xem rồi. Thì, bây giờ em sẽ tiếp tục em hát lại một đoạn bài hát nữa để cho các bác thấy cái độ chống hú cực kỳ hiệu quả của nó nhé. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại vào. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại vào và em sẽ đứng gần loa em hát cho các bác xem nhé. Là linh hồn tôi đó mất hết rồi, tôi còn gì em ơi. Đêm đêm 1 2 3 4 5 6 7 đêm 1 2 3 4 5 6 7 bây giờ em sẽ cho mic to lên một xíu nhé. Thank you.
Dạ vâng, và như các bác vừa thấy thì cả hai lần em đều đứng rất là sát loa và em hát và em đã dí mic vào loa. Nhưng nó không hề bị rú dí mic hay là cái giọng ca của chúng ta nó không hề thay đổi. Đấy. Vâng, và mọi chi tiết thì các bác xin vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được. Vâng, và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Các bác đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ạ.